Hai mẹ con vào phòng trọ răn mặt Tiểu Tam, bất ngờ fan xử lý mạnh bạo của cô con gái. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cùng con gái tìm đến tận phòng trọ bắt quả tang chồng ngoại tình. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi phát hiện chồng đến phòng trọ của nhân tình, người vợ và con gái tìm đến tận nơi phá cửa xông vào bắt quả tang. Diễn biến sự việc được ghi lại như sau: sau khi đập cửa phòng, người vợ mở cửa định xông vào thì một người đàn ông được cho là chồng từ bên trong lao ra, giằng lấy cây gậy nhằm ngăn cản vợ. Tuy nhiên, lúc này cô con gái đã lao đến ôm chặt người cha đẩy ra xa để mẹ lao vào trong phòng răn mặt Tiểu Tam. Sau đó, người vợ mặc áo vàng chạy ra ngoài chỉ tay mắng chồng, anh nhớ, anh cặp kè với nó. Đoạn clip trên không chỉ mô tả sự gay gắt của người vợ bị phản bội mà còn gây xôn xao dư luận vì lời nói và hành động của cô con gái. Theo đó, con gái ngoài giữ bố cho mẹ xử lý Tiểu Tam thì còn chỉ thẳng tay vào mặt bố và nói nặng lời, bố có còn coi con là con gái của bố không đấy? Bố hơi bị quá đáng rồi đấy. Bố định cầm tiền nhà đi nuôi nó à? Bố đi về. Bố bỏ ra, để yên đấy tí nữa lấy đồ. Người vợ cũng rất văn minh, không dùng vũ lực mà chỉ nói giãn giọng và yêu cầu người phụ nữ trong phòng bước ra để ba mặt một lời. Ra đây nói chuyện với chị. Ba mặt một lời đi ra đây. Chị cặp kè với chồng tôi không cần biết. Tới lúc chủ trọ can ngăn, người vợ không thể vào phòng nên mới dừng lại. Trong lúc đó, cô con gái vẫn đứng bên ngoài yêu cầu bố đi về, đứng xa phòng cô nhân tình ra. Đứng trước cảm xúc phẫn nộ của hai người thân, ông chồng chỉ biết im lặng nhưng trước đó, cư dân mạng đã chỉ ra gã này còn đạp cửa bất chấp vợ và con gái đang đứng ở ngoài có thể bị thương. Thậm chí, người đàn ông còn lăm lăm cầm chiếc gậy như muốn xông vào bảo vệ tình nhân, sau đó đã bị cô con gái giận dữ ném ra ngoài vườn. Cộng đồng mạng vô cùng xôn xao trước đoạn video trước pha bắt gian cuối năm đầy mạnh bạo của người mẹ và con gái. Theo chia sẻ của người đăng video, vụ việc trên xảy ra tại Vĩnh Phúc. Clip được cho là quay từ tầng trên của nhà hàng xóm, có thể thấy vụ việc xảy ra trong xóm trọ sinh viên, công nhân. Cô nàng này cũng không dám xuống tận nơi để ghi lại vì sợ sẽ liên lụy. Trong suốt đoạn video dài 1 phút, không hề có sự xuất hiện của Tiểu Tam mà chỉ bao gồm chính thất, con gái, người chồng và một người đàn ông lớn tuổi, được cho là chủ dãy trọ. Tuy tuyệt đây không lộ diện song mức độ tàn phá của hai mẹ con đi đánh ghen là điều mà ai cũng nhìn thấy. Bằng chứng là một nửa cánh cửa của phòng trọ đã bị lật ra, biến dạng. Hẳn là phải dùng một lực rất lớn thì mới có thể khiến cánh cửa thay đổi như vậy. Trước đó, có lẽ do chồng và tình nhân cố thủ bên trong quá lâu nên hai mẹ con mới phải dùng biện pháp mạnh. Không rõ cuối cùng vụ đánh ghen, bắt gian được giải quyết ra sao nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Trong những ngày cuối năm khi mọi người đang sum họp gia đình thì con cái lại phải chứng kiến những cảnh tượng không mấy hay ho của người cha như vậy thì thật đáng buồn. Nhiều người vẫn lên tiếng chỉ trích người đàn ông khi có gia đình, có con gái lớn mà vẫn đi cặp kè, ngoại tình. Chắc chắn sau màn bắt gian này, gia đình ba người sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng hẳn người tổn thương nhất sẽ là cô con gái. Bố mẹ lục đục, không hòa thuận là điều chẳng dễ gì mà chấp nhận. Đã vậy, cô bé còn phải tận mắt chứng kiến những tranh cãi, xích mích về cả thể chất lẫn tinh thần, tạo nên vết thương lòng khó phai. Rồi mai đây, kể cả khi họ có tha thứ, bỏ qua thì chắc chắn vẫn sẽ tủi thân, ấm ức mỗi khi nghĩ lại. Không ít người chỉ trích cô con gái đã hành xử chưa đúng nhưng có lẽ ở một tình thế bất ngờ, vì muốn đứng lên bảo vệ mẹ cũng như vạch trần bố lẫn Tiểu Tam nên cô bé buộc phải hành xử quá đáng. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục gây xôn xao cộng đồng mạng và thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Đánh ghen có lẽ được xem như giọt nước tràn ly của một mối quan hệ đang trên đà sụp đổ. Tất nhiên hành vi này không nên được cổ suý vì nó có thể gây nên nhiều hệ lụy về mặt pháp luật, danh dự cá nhân, làm ảnh hưởng về lâu về dài tới mỗi người. Đặc biệt, khi đánh ghen mà có dính đến yếu tố con cái thì có thể sẽ tạo nên những tổn thương khó lành về tinh thần.